Tối ngày 6 tháng 12, tại sân vận động xã Cao Đại, Đoàn Văn Công quân khu 2 phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức chương trình nghệ thuật vang mãi bản hùng ca chiến thắng, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Đến dự cổ vũ có các đồng chí, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lê Chí Thái, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện. Chương trình nghệ thuật vang mãi bản hùng ca chiến thắng, gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch, tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống của quân đội, quân khu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ. Với phong cách biểu diễn gần gũi, sinh động, nhiều tiết mục đã khắc họa rõ nét hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tham gia phòng chống thiên tai bão lũ, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới. Qua chương trình biểu diễn đã tạo cho cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân không khí vui tươi, phấn khởi, khán giả đến dự, nhiệt liệt cổ vũ các tiết mục tại đêm diễn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân.